Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, lễ hội Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan anh em đã được tổ chức tại chùa Phổ Minh. Lễ hội năm nay do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Phật giáo Quốc tế, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình gồm hai phần, phần lễ được tổ chức vào buổi sáng tại chùa Phổ Minh và phần hội được tổ chức vào chiều tối tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghi thức lễ buổi sáng, cộng đồng dân tộc Khmer cùng bà con Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh được lắng nghe lời dạy từ Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phổ Minh về việc tu tâm dưỡng tính, sống có ích cho xã hội, làm đẹp cho đời. Tết Chon Tham Tho Mai là tên gọi của Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia, Tết Bum Pi Mai của nhân dân Lào, Tết Thanh Danh của nhân dân Myanmar và Tết Trút Son Krang của nhân dân Thái Lan. Người Khmer tổ chức lễ vào khoảng giữa tháng 4 hàng năm để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, những người có công trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để mọi người sắm lễ vật dâng cúng chư thần, những người thân đã khuất, qua đó cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống. Ngay trước dịp Tết truyền thống của người dân Lào thì một đoàn y bác sĩ, cán bộ y tế từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chuyến hành trình khám bệnh phát thuốc cho bà con khó khăn tại tỉnh Savannakhet. Tình cảm sự gắn bó quý mến của kiều bào và người dân Lào tại Savannakhet đã hun đúc thêm tinh thần xung kích của những người trẻ nối dài mãi hành trình tình nguyện. Ba ở Hải Phòng, mẹ ở Savannakhet, anh Nguyễn Thị Hà xin ở Savannakhet. Lại cảm ơn Hồng Bà ngày nay vui là xin cảm ơn anh người Việt Nam mình. Rất là lo lắng trong trước khi chuyến đi này bắt đầu về văn hóa cũng như là về cách mình giao tiếp, cách mình thăm khám nhưng mình không thể mà có hiểu hết được người dân hay không. Thì kiều bào mình xung quanh, thậm chí là các em nhỏ ở đây luôn đứng xung quanh và hỗ trợ em rất là nhiều. Người gần đó tôi biết được người dân này đang làm nghề gì và có thói quen gì. Thật sự nó giúp ích rất là nhiều cho cái việc thăm khám của em ở một nơi đất khách quê người như vậy. Và trải nghiệm lần đầu tiên thật sự rất là ấn tượng với tinh thần đoàn kết như là vượt thịt ở nơi đây. Khoa y dược là các cán bộ, các thầy cô, các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng là đã có nhiều cái hoạt động trong cái thăm khám phát thuốc chữa bệnh cho nhiều địa phương như là Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Nó gắn kết giữa cái hoạt động đào tạo và cái công tác thực tế thiện nguyện. Đó là một cái cánh tay nối dài của ngành y tế với tuyến trung ương. Những y bác sĩ mang trong cái tấm lòng tình nguyện sẽ đến trực tiếp tại các địa phương như này, phát hiện sớm, tư vấn sớm cho người bệnh những cái bệnh nào đó rất phổ biến. Nếu mà kê toa được, hướng dẫn điều trị được tại chỗ thì tuyệt vời rồi. Còn không thì chúng ta sẽ có những bước hướng dẫn bệnh nhân đến các cơ sở y tế chuyên khoa phù hợp để điều trị bệnh cho đúng. Cái sự nhiệt tình của y bác sĩ phải nói là hết sức là quý. Phải là trải qua một cái đoạn đường là khá dài từ Việt Nam và qua Lào. Nhưng mà các bạn cũng hết sức cố gắng. Chúng tôi cũng muốn gửi gắm tình cảm của người dân thành phố đối với bà con kiều bào để làm sao chúng ta thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Lào. Bên cạnh đó khẳng định được quan điểm nhất quán của Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Góp phần vào đà tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 vừa qua phải kể đến lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng với giá trị doanh thu đạt trên 270.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Đây được xem là một trong ba bệ đỡ để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5% năm nay. Hết quý 1, hiện đang là thời điểm người tiêu dùng tập trung chủ yếu vào nhóm ngành hàng thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ gia đình. Nắm bắt được điều đó, hệ thống bán lẻ này một mặt duy trì nhiều chương trình khuyến mãi truyền thống, mặt khác tung ra các chương trình mới chú trọng vào nhóm hàng mục tiêu để phù hợp với nhu cầu. Chuẩn bị cho dịp lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 thì chúng tôi có hai định kỳ khuyến mại từ ngày 11 cho đến ngày 24 tháng 4 và từ ngày 25 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 5, bao gồm 600 sản phẩm thiết yếu như về là thực phẩm tươi sống, đồ dùng thiết yếu, thực phẩm chế biến phù hợp. Quý 1, tổng mức bán lẻ và hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2% so với cùng kỳ, cho thấy lĩnh vực này vẫn duy trì sức tăng trưởng tốt. Để duy trì đà tăng trưởng, ngoài chú trọng vào kiểm soát chất lượng để giữ uy tín với người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ còn tập trung đa dạng chủng loại, tạo điểm nhấn. Chúng tôi có một cái chương trình bình ổn giá cho khoảng hơn 1.000
các sản phẩm thiết yếu bao gồm dầu, gạo, đường, mắm, muối. Thì việc này cũng đòi hỏi cần lên một cái chính sách giá rất là tốt từ đầu năm và đưa ra nhiều các chương trình khuyến mãi, đưa cái tỷ lệ về hàng khuyến mại tăng cao từ 25% lên đến trên 30%. Đây cũng chính là những cái thách thức cho những cái nhà bán lẻ. Hiện thành phố cũng đã công bố kế hoạch bình ổn thị trường, phục vụ năm học mới và Tết Tân Tỵ. Trong đó vừa mở rộng, tăng quy mô ngành hàng, vừa đổi mới cách thức triển khai, tiêu dùng nội địa được xem là một trong ba trụ cột để thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2024, bên cạnh sản xuất, xuất khẩu và đầu tư công. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ sở hữu nhiều điểm tham quan độc đáo mà còn hấp dẫn du khách bởi các hoạt động giải trí và bầu không khí lễ hội nhộn nhịp quanh năm. Vừa qua, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức tại thành phố, vừa khởi động cho mùa cao điểm du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và hè năm 2024, nhưng đồng thời cũng là một phép thử cho mô hình thu hút khách qua sự kiện mà thành phố có thể định hướng phát triển. Lễ hội văn hóa ẩm thực Món ngon Sài Gòn Tourist Group năm 2024. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4. Và gần đây là Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua đã mang lại một hiệu ứng tích cực cho ngành du lịch thành phố. Thì tôi đặc biệt nhận thấy là năm nay là khách có một cái tâm lý là họ mong chờ, họ biết thông tin sớm và cảm giác như là họ muốn săn tour, họ muốn đặt những cái tour khuyến mãi ở tại trong những thời gian ngày hội này. Các doanh nghiệp cũng xem đây là cơ hội tốt để kích cầu và tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi thông qua các kế hoạch liên minh. Và chúng tôi là những nhà vừa là nhà tổ chức nhưng mà cũng là nhà cung cấp dịch vụ. Thì chúng tôi cũng có các cam kết là giảm giá từ 20, 30 đến 60% cho từng các dịch vụ để riêng để thu hút khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Tăng trưởng và thu hút khách qua du lịch sự kiện, lễ hội đang cho thấy nhiều triển vọng nếu có sự đầu tư thích đáng. Bên cạnh đó, loại hình này cũng đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức trong bối cảnh cạnh tranh với các nước. Và đặc biệt rằng là những cái việc mà sản phẩm vừa mới đưa ra thì chúng ta cần phải đẩy mạnh trong vấn đề quảng bá truyền thông nhiều hơn để đến được tay khách hàng. Bởi vì thực tế rằng là khi mà những sản phẩm mới ra nhưng mà gần như chỉ có những một số dòng khách đặc biệt thì họ mới quan tâm đến sản phẩm này. Điều này thì chúng tôi cũng đánh giá là do cái công tác chuẩn bị từ năm 2023 vừa qua thì chúng ta đã có sự chuẩn bị về cái công tác truyền thông quảng bá, đó là chúng ta giới thiệu về những sản phẩm du lịch của thành phố. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng công bố được cái lịch sự kiện, những cái sự kiện du lịch, những sự kiện mà du khách có thể quan tâm để tham gia, để đến với thành phố Hồ Chí Minh và tham gia những sự kiện này. Quốc gia lân cận là Thái Lan cũng đang trong những ngày lễ hội té nước Songkran năm 2024 và dự kiến thu hút hàng triệu khách du lịch trong dịp này. Sự kiện này đã giúp xứ sở Chùa Vàng thu lợi nhuận khổng lồ. Đây là những điều mà du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam suy nghĩ trong chiến lược phát triển du lịch thông qua các sự kiện lễ hội của chúng ta. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi có rất nhiều khách sạn cao cấp phục vụ cho các loại hình khách khác nhau trên thế giới. Thành phố cũng có một lượng nhân lực rất phong phú và đa dạng, được đào tạo bài bản, hoàn toàn có thể phục vụ cho các loại hình du khách khác nhau khi đến với thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm sự nghỉ dưỡng. Đây là một trong những đặc điểm rất có ích cho thành phố Hồ Chí Minh khi phát triển những loại hình du lịch đặc sắc đặc trưng phục vụ cho du khách, đón khách phục vụ cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng như kỳ nghỉ hè sắp tới. Theo là phần điểm nội dung chính một số báo phát hành sáng nay. Báo Người Lao Động có bài ghi nhận thông tin từ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tính đến đầu tháng 4 năm 2024, thành phố có 87 điểm ô tô đón trả khách không đúng quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10 năm 2023. Với khoảng 5.000 doanh nghiệp vận tải, muốn kiểm tra toàn diện đưa hoạt động kinh doanh vận tải vào nền nếp phải làm lần lượt và có thời gian. Theo các chuyên gia, cần nhìn nhận nhu cầu bến bãi thực tế của thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn so với quy hoạch. Các cơ quan chức năng cần ra soát lại quy hoạch bến bãi, bổ sung vị trí hợp lý. Có thể bố trí bến bãi theo 4 hướng, Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng có bến lớn và bến phụ để người dân dễ tiếp cận. Với bến tạm của tư nhân thì cần có tiêu chuẩn để cấp phép và chế tài hiệu quả hơn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước sẽ có cuộc tiếp xúc cử tri là công nhân lắng nghe nội dung quan trọng,
gồm phản ánh thực tiễn thi hành, nêu ý kiến đối với các dự án luật có liên quan, dự kiến sẽ được thảo luận trong năm 2024. Trọng tâm là luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn sửa đổi. Chương trình còn khảo sát ý kiến các vấn đề như tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của công nhân lao động, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần và tình trạng tín dụng đen trong công nhân. Chi tiết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Bà Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thông tin từ Bộ Nội vụ về việc thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định thời điểm tăng lương tối thiểu vùng năm nay vào ngày 1 tháng 7 trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra soát việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 điều 91 Bộ luật Lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% tương ứng tăng 200.000 đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, việc điều chỉnh tiền lương trên được bộ này dự báo cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024. Tin thế giới, Iran cho biết nước này đã thông báo trước 72 giờ cho các quốc gia láng giềng về vụ tấn công Israel, đồng thời khẳng định vụ tấn công chỉ được thực hiện ở mức độ hạn chế. Quân đội Iran cho biết cuộc tấn công Israel đã kết thúc sau khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết, trước khi tiến hành chiến dịch tấn công Israel, Tehran đã thông báo cho các nước láng giềng trong khu vực. Bên cạnh đó, Iran cũng đã thông báo với Mỹ rằng chiến dịch tấn công Israel sẽ chỉ ở mức hạn chế và với mục đích tự vệ. Iran phóng hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình về phía Israel trong một hành động đáp trả chưa từng có sau cuộc không kích ngày 1 tháng 4 của Israel vào lãnh sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có hai tướng lĩnh ưu tú của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn cáo buộc Israel tiến hành vụ tấn công này. Truyền thông Iraq ngày 14 tháng 4 đưa tin, một giải thể được cho là tên lửa của Iran đã được nhìn thấy trên mặt đất ở quận Suran, thành phố Erbil, thuộc khu vực bán tự trị của người Quốc tại Iraq. Người dân địa phương tụ tập xung quanh giải thể rơi gần nhà của họ ở phía bắc thành phố Erbil. Thị trưởng thành phố xác nhận một phần tên lửa của Iran đã rơi ở miền bắc Iraq trong đêm mà không gây thương vong hay thiệt hại gì. Trong khi đó, một tòa nhà ở một thị trấn phía đông Liban gần biên giới với Syria đã bị san bằng bởi một cuộc không kích của Israel trong ngày 14 tháng 4. Quân đội Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công một địa điểm sản xuất vũ khí quan trọng của lực lượng Hezbollah ở thị trấn Nabishit nằm sâu bên trong Liban. Hãng thông tấn nhà nước Liban cho biết không có người nào bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng chục quả tên lửa về phía các vị trí quân sự của Israel ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng của Syria. Nhóm này cho biết cuộc tấn công nhằm trả đũa các cuộc không kích của Israel trong đêm vào các thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban khiến dân thường thiệt mạng và bị thương. Quân đội Israel vừa công bố đoạn phim cho thấy các máy bay chiến đấu của họ đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được phóng từ Iran. Hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Các nguồn tin chính thức của Israel cho biết, cho đến sáng sớm nay 15 tháng 4, nội các chiến tranh của Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp đáp trả với cuộc tập kích của Iran vào Israel vào đêm 13 tháng 4. Chuyển sang các nội dung khác, ngày 14 tháng 4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy hệ thống cơ sở hạ tầng và mở rộng các chương trình an sinh xã hội nếu đảng nhân dân Ấn Độ của mình giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Phát biểu tại một sự kiện của Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh, đảng này sẽ tập trung thúc đẩy bốn trụ cột cũng như trọng tâm chính của một Ấn Độ phát triển, bao gồm tầng lớp nông dân, giải quyết đói nghèo, tăng cường vị thế của thanh niên và phụ nữ. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đưa ra những ưu tiên của BJP trong việc tạo thêm việc làm để giải quyết tình trạng thất nghiệp, bên cạnh việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. Một mặt, chính phủ đang phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra một lượng lớn cơ hội việc làm. Mặt khác, chính phủ cũng đang thúc đẩy khởi nghiệp và các trung tâm toàn cầu nhằm hướng tới việc cung cấp những dịch vụ chất lượng cao. Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 4 tới theo 7 giai đoạn và kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 và kết quả sơ bộ có thể được công bố cùng ngày. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy,
nhiều khả năng đảng PCP sẽ giành chiến thắng và Thủ tướng Modi sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Lũ lụt ở vùng Orenburg của Nga gần biên giới với Kazakhstan đang ổn định do mực nước ở sông Uran lần đầu tiên giảm kể từ khi lũ lụt bắt đầu. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết khoảng 13.500 ngôi nhà tại 62 khu định cư vẫn bị ngập. Theo TASS, hơn 16.400 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt. Nhà chức trách Orenburg hôm 12 tháng 4 đã tuyên bố sơ tán hàng loạt sau khi mực nước sông Uran tăng cao hơn, đe dọa khu vực này sẽ bị ngập lụt nhiều hơn. Hình ảnh quay lại được cho thấy toàn bộ các quận của thành phố chìm trong nước và người dân địa phương trở về nhà bằng thuyền để đánh giá thiệt hại. Trận lũ lụt đã tấn công khu vực cách thủ đô Moscow khoảng 1.200 km về phía đông nam, trên biên giới với Kazakhstan, sau khi một con đập trên sông Uran bị vỡ vào tuần trước tại thành phố Orsk dưới áp lực của nước dâng cao. Chính quyền đã xác định tình hình trong khu vực là tình trạng khẩn cấp có tầm quan trọng cấp liên bang. Xa hơn về phía đông dọc biên giới Kazakhstan, các khu vực Kurgan và Tyumen cũng đang chuẩn bị cho lũ lụt và xe đập khi mực nước sông địa phương dâng cao. Mực nước ở sông Tobol chảy qua vùng Kurgan dự kiến sẽ cao hơn 11 mét. Cư dân của tất cả các khu định cư dọc theo sông đang được kêu gọi sơ tán. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nội dung được Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều hoạt động, trong đó chú trọng phát huy tối đa hiệu quả của thông tin tuyên truyền hiện đại kết hợp các phương thức truyền thống. Hai năm qua, Quận đồng một với nòng cốt là những đoàn viên trẻ nhiệt huyết đã liên tục có những cập nhật, học hỏi về công tác chuyển đổi số, hoàn thiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng. Với niềm đam mê môn lịch sử, anh Hoàng Thái luôn trăn trở về việc làm sao để thanh thiếu niên tiếp cận được nhiều hơn những bài học của Bác. Tiếp nhận công tác tuyên giáo tại quận đoàn 1 năm 2022, anh Thái và các đoàn viên đã xây dựng được hơn 64 video clip về những câu chuyện học Bác đăng tải trên trang fanpage Tuổi Trẻ quận 1, thay đổi cách tiếp cận của đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi tại các cơ sở đoàn. Tôi cũng tiếp cận những nguồn chính thống như là từ Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những nguồn từ cột cờ thông ngữ của Ban tuyên giáo quận ủy quận 1. Thì từ đó thiết kế hoặc là xây dựng lại những bài clip về những câu chuyện về Bác, ví dụ như là học tập về mặt tiết kiệm thời gian hoặc là sống đơn giản hoặc là sống gần gũi với người dân. Đầu tiên là chia sẻ về fanpage của đoàn phường để cho các bạn thanh niên, đoàn viên thanh niên cũng như người dân mà theo dõi fanpage cũng có thể theo dõi được những cái bước chuyển từ về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà từ quận đoàn triển khai xuống để mà đến gần hơn với các bạn thanh thiếu nhi, đến người dân. Thì đoàn phường cũng đã tạo một cái postcard trên trang fanpage của đoàn phường về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước đây thì các bạn sẽ kể những cái câu chuyện, mẫu chuyện về Bác rồi học tập theo. Thì sau này khi mà có những cái văn bản chỉ đạo của cấp thành thì các cơ sở đoàn cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên bắt đầu có những cái giải pháp xây dựng như cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cái đơn vị, rồi các cơ quan, rồi tới cả trường học và sau này cũng lan tỏa đến tất cả các cái doanh nghiệp tiên phong trong cái việc làm sao đưa cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh lên trên mạng. Trong quá trình triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên mạng, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, đó là phải tìm được tư liệu chính xác, hình ảnh chính thống, các infographic liên quan cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải sưu tầm ở nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực khác nhau về tư tưởng, đạo đức, phong cách và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác vào thực tiễn. Thường luôn sẽ sử dụng những cái nguồn chính thống cũng như là các cái nguồn mà từ của Ban tuyên giáo thành đoàn hay là Ban tuyên giáo quận ủy triển khai để làm sao những cái đó đi theo một cái hệ thống thống nhất giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn được tiếp cận nó dễ hơn. Hiện nay, gần 120 trang fanpage của hệ thống chính trị quận 1 đã xây dựng chuyên mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động cụ thể. Việc xây dựng chuyên mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh như cách quận đoàn 1 đang triển khai đã thực sự giúp tuyên truyền, phổ biến tài liệu đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được thuận lợi, dễ dàng và mang tính hệ thống hơn. Tiếp nối
thành công sau 6 mùa tổ chức, Bách Khoa Innovation mùa 7 năm 2024 đã chính thức khởi động và dự kiến kéo dài đến tháng 10 với 3 vòng thi. Cuộc thi nhận được sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên và thế hệ trẻ nói chung. Trải qua 6 mùa thi từ năm 2018, Bách Khoa Innovation đã thu hút 341 đội thi với hơn 1.300 học sinh sinh viên đến từ 23 trường đại học và trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Cuộc thi đã góp phần ươm tạo và phát triển các dự án khởi nghiệp tiềm năng với các sản phẩm có thể ra thị trường. Nhà trường đã mở rộng đối tượng ra đến học sinh trung học phổ thông và mở rộng địa bàn ra các cái tỉnh thành lân cận. Và chiến lược trong thời gian sắp tới thì nhà trường sẽ đưa Bách Khoa Innovation ra tầm khu vực và thế giới, đó là có yếu tố quốc tế, kết hợp các đối tác quốc tế để tạo ra một cái sân chơi lớn hơn. Mục đích là để các em sinh viên của Bách Khoa nói riêng và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nói chung là giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các cái nhóm khởi nghiệp quốc tế. Bách Khoa Innovation 2024 được chia thành 3 bảng. Bảng Startup cho nhóm khởi nghiệp, dự án từ doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh không quá 5 năm. Bảng Sinh viên cho nhóm sinh viên, cựu sinh viên, thời gian tốt nghiệp không quá 2 năm tại thời điểm đăng ký. Học viên cao học của các trường đại học cao đẳng và bảng học sinh cho nhóm học sinh các trường trung học phổ thông. Cuộc thi chính thức nhận đăng ký từ nay đến ngày 8 tháng 6 năm 2024. Nhằm bổ sung những kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của các tổ liên gia tại địa phương đi vào thực chất, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 7 đội thi, đại diện cho 132 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện. Các đội đã trải qua 2 phần thi, gồm thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Ở phần thi thực hành, yêu cầu các đội thi sau khi phát hiện cháy, nhanh chóng tập hợp lực lượng, triển khai dập tắt đám cháy, cứu 2 người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Với yêu cầu đòi hỏi xử lý nhanh, chính xác và đảm bảo an toàn, các đội đã nhanh chóng hoàn thành phần thi xử lý tình huống với thời gian sớm nhất có thể, nhằm đạt mục đích là huy động tối đa các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy, nhất là trong thời điểm vàng 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra. Mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để về tuyên truyền cho bà con trong tổ liên gia. Ví dụ như là quá trình mở khóa, thì người mở khóa là nói chung là phải là có cái sự linh động. Rồi là trong quá trình chữa cháy mình phải biết cách chữa, không để cái đám cháy lan ra ngoài. Qua các hội thi này chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới thì cái mô hình tổ liên gia sẽ được nhân rộng hơn nữa. Và về phía địa bàn của Nhà Bè thì chúng tôi sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tổ chức nhiều cái buổi tuyên truyền, huấn luyện để nâng cao hơn nữa cái kiến thức, cái kỹ năng của lực lượng thành viên tổ liên gia. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì và giải ba cho các đội đạt thành tích xuất sắc nhất và lựa chọn đội thi tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố trong thời gian tới. Bên cạnh các loại hình du lịch văn hóa truyền thống, hiện nay loại hình du lịch giải trí kết hợp với thể thao mạo hiểm cũng đang được lòng nhiều tín đồ du lịch. Đây được xem là sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn du khách tại các khu vui chơi. Với lợi thế tạo cơ hội nâng cao rèn luyện thể chất, vừa mang đến trải nghiệm khám phá, du lịch thể thao đang là xu hướng được nhiều khách du lịch lựa chọn, đặc biệt là những khu du lịch gần nội đô càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Chèo thuyền kayak dọc bờ sông hay chinh phục các chướng ngại vật trên con xe địa hình phân khối lớn, các hoạt động đầy tính thử thách đang được khu du lịch này đầu tư làm mới, tiếp cận được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ. Em thấy nó khá là mới lạ, tại vì là em chưa bao giờ mà em thử chèo thuyền, nên là đây cũng là lần đầu tiên mà em thử để em điều khiển một con thuyền đó. Em thấy nó khá là vui và cũng khá là sợ. Với tụi em thì tụi em thích chơi thể thao. Các trò chơi thể thao thì tụi em có tham gia nhiều, nên là có tham gia xe địa hình này thì tụi em thấy rất là hứng thú. Khi mà trong một tuần làm việc á, mình áp lực á, mình xuống đây mình xả stress vô những trò chơi mạo hiểm như này thì nó rất là thú vị, nó xả được năng lượng tiêu cực trong người mình ra, nó rất là vui. Để tăng trải nghiệm cho du khách, ngay trên địa hình này còn xây dựng các yếu tố tham quan độc đáo, thú vị, kết hợp với khám phá thiên nhiên, lưu lại cảm xúc, dấu ấn cho khách du lịch.
Thưa quý vị, diễu hành bằng xe tăng tham quan địa hình rừng hoang sơ thu nhỏ là một trong những trải nghiệm mới tại khu du lịch này, nằm gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động mới mẻ và thú vị. Những lịch trình gần như thế này với đa dạng các trải nghiệm sẽ trở thành xu hướng mới thu hút đông đảo khách du lịch vào dịp cuối tuần. Là khách du lịch thì mình đi mình cảm thấy là trải nghiệm xung quanh cái khu rừng thấy nó mang lại cái gì đấy giống như là một ngày xưa là cha ông mình đi chiến tranh, có một cái nét trải nghiệm như là rừng này, rồi đi qua những cái con suối, cái view này kia thấy nó đẹp, lên rồi xuống rồi lượn này, mình có thể thấy nó cái kiểu như trong lòng mình có thấy nó phấn khích. Hôm nay thì tôi đến đây cùng với các anh em của tôi, lần sau thì tôi rất chỉ là vui và tôi cũng sẽ đưa gia đình coi như là con cái của tôi đến để cho các cháu được coi như là được trải nghiệm những cái coi như là như xe tăng, xe địa hình. Việc đa dạng các sản phẩm du lịch là đòn bẩy để tái tạo lại thị trường du lịch. Các doanh nghiệp cần nâng cao cái chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân lực và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm đón đầu xu hướng. Tôi tin rằng khi tất cả các địa phương cùng nhau kích cầu về du lịch sẽ thu hút nhiều khách hàng tham quan, vui chơi và có thể thị trường du lịch năm nay sẽ ấm lên và là một năm có nhiều điểm sáng trong ngành du lịch. Khi du khách ngày còn quan tâm đến sự độc đáo, mới lạ, thì việc phát triển những sản phẩm du lịch trải nghiệm có chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo ra tính cạnh tranh và hấp dẫn của điểm đến, thu hút du khách cả trong nước và quốc tế, tạo đà cho du lịch phát triển, nhất là trong cao điểm các kỳ nghỉ lễ và dịp hè sắp tới. Hôm nay 15 tháng 4, tức mùng 7 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, 60 câu lạc bộ văn nghệ dân gian sẽ cùng quy tụ tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, phục vụ dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024, hòa trong không khí hướng về đất tổ. Hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh dày cũng đã hoàn tất các công tác chuẩn bị. Được biết đến là vùng đất văn hiến có truyền thống hiếu học, làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, công đức danh khắp vùng trung du đất tổ với nghề làm bánh truyền thống mấy trăm năm qua. Những ngày này, người dân xã Xuân Lũng đang nỗ lực tập luyện để mang bánh làng Dòng đến với hội thi. Dù rằng là làng nghề, thế nhưng cũng vẫn phải tập luyện lại và đồng thời để cho nó đảm bảo về cái thời gian cũng như về cái an toàn thực phẩm. Thế còn về các công việc của gia đình thì chúng tôi đều gác lại một bên để tập trung vào cho chuẩn bị thi và trong lễ hội Đền Hùng lần này. Năm nay phần thi giảm thời gian còn 8 phút để gói 10 chiếc bánh chưng, đòi hỏi các đội cần có sự đầu tư chỉnh chu, tập luyện thuần thục và phối hợp nhịp nhàng. Đội đạt thứ hạng cao nhất sẽ được làm bánh dân cúng các vua Hùng vào ngày chính giỗ. Ở nhà mỗi ngày mỗi người một nghề, mỗi người một việc. Nhưng mà vào hội thi là tất cả anh em chỉ có bằng lúc ý là bằng hành động, hợp tác là nó nhuần nhuyễn thì mới được đạt được giải cao. Thị trấn Hóa thì năm nào cũng là một đơn vị là đại diện cho Tâm Đông đi để tham dự cái nấu gói bánh chưng và giã bánh dày. Anh em ở trong đội nghệ nhân là rất hiểu nhau, nên là về những cái hoạt động là tổ chức là rất nhanh và ra những sản phẩm là rất là tốt. Hội gói nấu bánh chưng và giã bánh dày năm 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 năm Giáp Thìn, hứa hẹn sẽ mang đến cho đồng bào cả nước và du khách những trải nghiệm ấn tượng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6:30 hàng ngày trên kênh HTV9. Chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt.